Sau thời gian dài nhận đặt cọc, một số tư vấn bán hàng đã thông báo giá dự kiến từng phiên bản của Forerunner 2023 tới khách hàng. Cụ thể, xe có 7 phiên bản, giá bán dao động từ 648 triệu đồng đến 1,255 tỷ đồng, tăng 20 đến 48 triệu đồng so với đời cũ. Xe bắt đầu được bàn giao tới tay khách hàng Việt trong nửa cuối năm nay. Dù chưa ra mắt chính thức, Ford Việt Nam đang thực hiện quá trình chạy thử Ranger 2023 công khai. Rất nhiều người bắt gặp mẫu xe này trên các tuyến đường gần nhà máy của hãng ở tỉnh Hải Dương. Thế hệ mới của Ranger có rất nhiều thay đổi. Các chi tiết đèn LED trước, lưới tản nhiệt và đèn LED sau tạo nên cái nhìn mới cho mẫu bán tải Mỹ. Thùng xe lớn hơn trước, tích hợp ổ cắm điện. Nội thất xe có khá nhiều trang bị hiện đại bậc nhất phân khúc, như màn hình điện tử sau vô lăng, màn hình lớn sinh 4 đặt dọc chính giữa, cần số núm xoay, phanh điện tử, sạc không dây. Tại Thái Lan, Forerunner 2023 có hai tùy chọn động cơ, gồm động cơ dầu 2.0 lít tăng áp đơn và động cơ dầu 2.0 lít tăng áp kép, đi cùng tùy chọn hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp và hộp số tự động 10 cấp. Hãng xe Mỹ ưu ái cho Ranger 2023 6 chế độ vận hành. Trong khi đó, Ranger Raptor 2023 được phát triển dựa trên Ranger, với một số nâng cấp hướng đến mục đích off-road. Lưới tản nhiệt đặc trưng với dòng chữ Ford cỡ lớn. Cản trước mới tăng góc tiếp cận, cùng với đó là cản sau tái thiết kế, bậc cửa nhôm, hai hốc thoát gió trên nắp capo, hai móc kéo trước sau. Vòm bánh mở rộng sang hai bên kết hợp bộ mâm 17 inch và lốp 32 inch đa địa hình BF Goodrich All-Terrain K02. Khoảng sáng gầm cũng tăng nhẹ so với Ranger. Khung gầm xe bên dưới đã được gia cố bằng tấm bảo vệ trước làm từ thép cường lực dày 58,5mm chưa kể các tấm bảo vệ riêng cho động cơ và hộp số. Forerunner thuộc phân khúc bán tải cỡ trung, cạnh tranh với Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Mazda BT50 hay Isuzu D-Max. Trong 4 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 3.348 xe, vượt xa các đối thủ đồng hạng. Forerunner hiện được lắp ráp trong nước,